Bạn có một trái tim nhân hậu. Bạn rất quan tâm đến những người xung quanh bạn. Những ngày bình thường, bạn thích lắng nghe tích cực, đưa ra những lời nói đúng lúc để hỗ trợ cho những người xung quanh bạn. Nhưng khi đúng lúc, bạn có thể thể hiện cảm xúc của mình, những lời nói của mình vô cùng mạnh mẽ và rất kiên cường để bảo vệ cho những người yếu thế. Để họ có thể nói lên tiếng nói của mình, nói lên sự thật của mình, từ đó tạo không gian để họ có thể phát triển cá nhân, ngày càng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tình yêu của bạn cung cấp cho những người xung quanh bạn rất kiên định và không lay chuyển, khiến mọi người rất an tâm tin tưởng vào bạn, luôn coi bạn là một chỗ dựa vững chắc. Họ luôn tôn trọng và quý mến bạn bởi những gì bạn đã làm và ảnh hưởng tích cực cho cuộc đời của họ. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn. Hãy tiếp tục trao dồi vẻ đẹp nội tâm của mình, trao dồi lòng dũng cảm, sự kiên định, luôn lựa chọn tình yêu trong mọi hoàn cảnh cuộc đời để hỗ trợ cho chính mình và cho những người xung quanh bạn. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.